hết giờ thiếu 2. Sau hai hiệp đấu chính, hai đô chưa phân thắng bại. Ông đô phố đỏ bị nhắc nhở một lần thi đấu tiêu cực. Ông đô phố xanh bị nhắc nhở hai lần thi đấu tiêu cực. Sau một phút hiệp phụ sẽ được tiến hành 4 phút. Ba con gái một hiệp phụ. Rồi. Hai đô và thi đấu hiệp phụ. Thua nhưng mà không phải thua, tôi đánh thua. Thua điểm thôi, chúng tôi thua không phải thua được. Thời hiệp chính thức hiệp là 5 phút, và hiệp phụ 4 phút. Hiệp phụ 4 phút, bắt đầu. Và nhớ phải tới như vậy trận thắng này ông Đô Quang huyện Phúc Thọ phố đỏ đã thắng.